trời rất đẹp và mọi thứ hôm qua thì Tâm có thấy là trời mưa rất là lớn như mọi người đi chạy chương trình, Tâm cảm thấy rất là lo lắng luôn. Và cũng có cầu mong là hôm nay là trời đẹp và hôm nay đúng quả là trời rất là đẹp, là một ngày rất là dễ thương, rất là hay, phải không ạ? Tâm rất là vui mừng khi được tham dự trong chương trình hôm nay và xin được kính chúc quý vị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vừa rồi là ca khúc Hẹn Ước Tình Hương Vong, một ca khúc của nhạc sĩ Phan Ngọc Quỳnh. Tiếp theo thì Tâm xin phép được gửi đến quý vị ca khúc sẽ làm cho chúng ta cùng sẽ sôi động hơn một chút ạ. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng. Ca khúc Tình Hương Vong, anh chưa biết đâu.